Chào toàn thể các bác nhé. Và đây là bộ dàn em nâng cấp thứ hai cho bác khách ở Nam Định. Thì bộ dàn của bác thì với cấu trúc là trên 10 hơn 12 triệu đồng. Ở đây bác nâng cấp thêm một bộ mic Beyer vỉ tím không nhá, và một chiếc vang DB Acoustic máy hiệu S525 mã và một chiếc đẩy K10 bốn kênh không nhá, và cũng là một chiếc súp TD. Đây là hai bác khách. Thì ở đây thì các bác nào có nhu cầu một khăn nhá, khăn này, khăn xô này, với cả cái mặt này. Ở đây là ổ luôn các bạn, tại vì ở đây là mấy nhà các bác em đi mấy nhà đều là sản xuất cả. Mấy các bác ở đây. Đây em video. Một tá khăn đây các bạn. Các bạn đây ạ. Đấy em cùng. Đây là kỷ niệm em có mặt tại nhà, thì sang năm là bác khách xây nhà mới thì có nâng cấp thêm nữa, thì em có thể xuống lại lần nữa em set thêm một buổi nữa cho các bác khách. Và hôm nay là em set là set với bộ combo này là quá là ok rồi, cho phân khúc tầm tiền. Và chào anh nhé, chào bác. Rồi, chào. Rồi, cảm ơn nhé.